Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, bên cạnh các tiêu chí về giao thông, thủy lợi, nước sạch, thì điện là một trong những tiêu chí quan trọng thuộc nhóm hạ tầng kinh tế xã hội trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới với những tiêu chí đánh giá cụ thể, trong đó có tiêu chí về điện năng với yêu cầu hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện và tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn. Trong những năm qua, với sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã quyết tâm thực hiện xây dựng hệ thống điện theo tiêu chí số 4 trong xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể. Tại tỉnh Thanh Hóa, để hoàn thành tiêu chí về điện trong xây dựng nông thôn mới, ngành Điện lực Thanh Hóa đã phối hợp với chính quyền địa phương các cấp triển khai nhiều dự án để chống quá tải, thay thế các trạm biến áp công suất nhỏ, đưa điện lưới đến các thôn bản khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Đối với cái việc mà thực hiện cái chương trình nông thôn mới, thì ngành điện trong quá trình thực hiện cái nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và cung cấp điện phục vụ cái phát triển kinh tế xã hội thì ngành điện cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương triển khai thực hiện đồng bộ cái việc đầu tư nâng cấp cải tạo và chỉnh trang cái lưới điện hiện trạng của mình đáp ứng cái an toàn trong quá trình vận hành và đặc biệt là cũng phục vụ cái việc phát triển nông thôn mới của địa phương. Đối với tỉnh Hà Tĩnh, để thực hiện hiệu quả tiêu chí số 4 về điện trong chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm qua, Điện lực Hà Tĩnh đã chỉ đạo điện lực các huyện, thành phố tích cực phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương, vận động người dân tham gia đóng góp công sức xây dựng cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn, chủ động tận dụng các nguồn vốn đầu tư, các nguồn vốn sửa chữa lớn hàng năm của ngành để nâng cấp, cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn, nâng cao chất lượng sử dụng điện cho nhân dân. Tiêu chí số 4 về điện về nông thôn mới thì trong cái thời gian qua thì Điện lực Cẩm Xuyên đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, là đặc biệt là các chính quyền địa phương và các xã là tiến hành rà soát thay thế các cái đường dây để đảm bảo cấp điện là nguồn điện ổn định, tuyên truyền vận động khách hàng là sử dụng cái dây sau công tơ cho phù hợp để đảm bảo cái tiêu chuẩn kỹ thuật. Hiện tại thì huyện Cẩm Xuyên cũng đang là đặt mục tiêu là về huyện nông thôn mới nâng cao. Vì vậy là cái tiêu chí số 4 cũng là góp phần rất là lớn trong cái thực hiện cái chỉ tiêu về nông thôn mới nâng cao. Tỉnh Hà Tĩnh nói chung và huyện Thạch Hà nói riêng là cũng là những cái đi đầu trong cái công tác xây dựng nông thôn mới, mà đặc biệt là ngành điện là có cái tiêu chí số 4 thì ngành điện luôn luôn đồng hành với chính quyền địa phương, tạo điều kiện hết sức có thể để giúp chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới, tạo cái đường điện xanh sạch đẹp để đảm bảo cái mỹ quan, và đồng hành cùng với tỉnh trong những cái chương trình hỗ trợ rồi là những cái chương trình an sinh xã hội khác. Theo đánh giá của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Bộ Công Thương, trong thời gian qua, ngành điện cả nước đã làm tốt công tác quản lý và vận hành lưới điện trung áp và hạ áp nông thôn, chủ động đưa cán bộ xuống các xã, giúp củng cố, chuyển đổi mô hình quản lý điện nông thôn, giảm tổn thất điện năng, giảm giá bán điện đến hộ dân nông thôn. Từ tiêu chí số 4 về điện nông thôn, ngành điện đã không ngừng đầu tư, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới lưới điện trung hạ áp, bảo đảm điện luôn đi trước một bước, đảm bảo vận hành an toàn, ổn định lưới điện của dân cư khu vực nông thôn, đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, sinh hoạt. Tiếp tục hướng dẫn việc xét công nhận tiêu chí về điện trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định 2332/QĐ-BCT về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận tiêu chí về điện trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Quyết định này là căn cứ để các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới điện đảm bảo mỹ quan, an toàn, tin cậy và ổn định, đáp ứng tiêu chí đề ra, đồng thời là căn cứ để các cơ quan có thẩm quyền tổ chức đánh giá, xét công nhận xã, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chí về điện trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Thực hiện nghị quyết 26 NQTU của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo các địa phương trong cả nước đã có sự đổi mới. Trong đó, thông qua việc chú trọng thực hiện tiêu chí số 4 trong xây dựng nông thôn mới đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và diện mạo khu vực nông thôn.